thầy sẽ hướng dẫn các em ở dạng cái bài tập 26, 27 ở trong phần xác suất thống kê A. Trước tiên là mình đọc bài 26. Một nhân viên kiểm toán nhận thấy rằng có 10% các bảng cân đối thu chi chứa các sai lầm, trong đó trong các cái bảng mà chứa sai lầm đó có 60% được xem là có cái giá trị bất thường so với các số xuất phát từ gốc. Trong tất cả các bảng cân đối thu chi thì 20% là những giá trị bất thường. Như vậy thì nếu một con số của bảng cân đối thu chi mà bất thường thì xác suất để số ấy sai lầm là bao nhiêu? Trước tiên chúng ta đặt tên các biến cố. Đặt A là biến cố một con số ở bảng cân đối thu chi và là sai lầm, và B là biến cố một con số ở bảng cân đối thu chi là bất thường. Thì theo đề bài ta có xác suất của biến cố A là bằng 0,15, tức là dựa vào cái đề bài chỗ này nó để là 15% bảng cân đối thu chi sai lầm thì chúng ta được cái VA là 0,15, và dựa vào cái con số của đề bài nói là 60% có giá trị bất thường mà trong số các bảng chứa sai lầm đó, thì cái này thì có nghĩa là cái xác suất của biến cố B, tức là biến cố sai lầm, biến cố mà con số có giá trị bất thường với điều kiện nó sai lầm là 0,6, tức là chúng ta có B với điều kiện A là 0,6, và xác suất của biến cố B là 0,2, tức là trong tất cả các bảng cân đối thu chi thì nó có 20% có giá trị bất thường. Đấy. Như vậy thì xác suất cần tính của ta, tức là nó có chữ nếu ở đây, thì em lưu ý là nếu có chữ nếu thì chúng ta tính xác suất điều kiện. Tức là nếu một con số ở bảng cân đối thu chi tỏ ra bất thường, tức là biến cố B đã xảy ra, thì xác suất con số ấy sai lầm là bao nhiêu? Vậy thì tính xác suất của biến cố A với điều kiện B, có nghĩa là xác suất cần tính của chúng ta nó là gì? Xác suất cần tính nó chính là tức là xác suất của biến cố A với điều kiện B nó sẽ bằng là gì này? Xác suất của biến cố tức AB chia xác suất của biến cố B. Cái này là công thức xác suất điều kiện nha. Nhưng mà xác suất của biến cố tích AB thì nó bằng xác suất của biến cố A nhân xác suất của biến cố B với điều kiện A. Cái này đề nó cho rồi. Và mình chia cho xác suất biến cố B, thế số vô thì chúng ta được cái bài này đáp án là bằng 9/20. Còn cái bài 1.27, tức là một hãng sản xuất tủ lạnh ước tính rằng khoảng 80% số người dùng tủ lạnh có đọc quảng cáo tủ lạnh do hãng ấy sản xuất. Và trong số những người đọc quảng cáo có 30% mua tủ lạnh ít, 10% không đọc quảng cáo cũng mua tủ lạnh ít. Thì tính xác suất về một người tiêu dùng đã mua tủ lạnh ít mà có đọc quảng cáo. Thì trước tiên chúng ta sẽ đặt tên các biến cố. Ở đây nó có hai cái trường hợp. Đối với một người tiêu dùng thì chúng ta sẽ xem hai biến cố xảy ra, đó là người này có đọc quảng cáo, và biến cố thứ hai là người này có mua tủ lạnh. Vậy thì đầu tiên chúng ta đặt A là biến cố người tiêu dùng có đọc quảng cáo, và B là biến cố người tiêu dùng có mua tủ lạnh đi. Thì theo đề bài ta có xác suất của biến cố A, tức là xác suất để một người dùng mà có đọc quảng cáo là 0,8. Còn xác suất của biến cố B với điều kiện A là bằng 0,3. Tức là trong số những người đọc quảng cáo tức là A mà có 30% mua tủ lạnh, tức là biến cố B, xác suất biến cố B với điều kiện A. Còn không đọc quảng cáo, tức là biến cố A nghe và cũng mua tủ lạnh, tức là xác suất của biến cố B với điều kiện A. Như vậy thì xác suất của biến cố B, xác suất để một người dùng mua tủ lạnh
AB cộng cho VA với được chữ B. Thì công thức này mình có rồi. Nếu bây giờ mình áp dụng công thức nhân xác suất xuống đây, thì xác suất của biến cố BAB nó bằng BA nhân BB với điều kiện A. Còn xác suất của biến cố A ngang B thì bằng xác suất biến cố A ngang nhân cho gì đây? Xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. Và cái này khi thế số vô thì mình tính được bằng 0,26. Như vậy thì xác suất kịch tính của mình, tức là xác suất để một người tiêu dùng đã mua tủ lạnh rồi mà người này lại có đọc quảng cáo, tức là gì đây? BA với điều kiện B nó bằng cái này. Ở đây chúng ta cũng áp dụng cái công thức xác suất điều kiện